Xin chào các bạn, vậy là thêm một năm nữa Tuyên đã phục vụ và cống hiến hết mình để trả ơn Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Đã hy sinh cả cuộc đời để giành độc lập tự do cho dân tộc. Nhiều bạn hỏi, tại sao Tuyên có nhiều tiền để cứu động vật quý hiếm hoài? Thì câu trả lời là đây, Tuyên phải đi tiếp khách mỗi ngày, không ngừng nghỉ suốt 6 năm liền để làm từ thiện bố thí và giải cứu động vật. Tuyên bảo vệ môi trường, không thích xây dựng nhà cửa, sống tiết kiệm vì mọi người, chỉ đi xe đạp, tắm gội cũng Nó tiết mới là kiệm con nước, hả? ăn mặc cũng đơn sơ, mà mấy bạn còn muốn Tuyên phải làm sao nữa mới ngừng phá hoại thiên nhiên Việt Nam. Đáng lý cũng không nói, nhưng gần đây bị đồn là dân buôn lậu thú mới đào chứ. Hả? Người ta nói rằng Nghe tôi công nhận giả là danh nguy cứu hiểm động vật quá. để bán thú vật. Công nhận miệng lưỡi thế gian này cay độc thật. Nên xin thông báo cho các bạn biết, nghề nghiệp chính thức của Tuyên là chuyên gia công Bây thiết kế giờ tôi mới website và đang phần mềm cho thế giới. Tỷ hỏi phú là Facebook ổng chỉ tạo ra một trang web, tiền. còn Tuyên phải tạo ra hàng ngàn cái website mà không thể cứu nổi động vật bị bắt hại mỗi ngày mới đau lòng chứ. Các bạn thấy đó, tất cả khách hàng của Tuyên họ toàn là doanh nghiệp lớn, làm việc rất quy mô. Nên hãy dẹp đi cái suy nghĩ nông cạn của các bạn về Tuyên nhé. Làm người cá sướng không? Khi trở thành người cá, chúng ta sẽ rất khỏe mạnh, không Ok, còn thế bệnh sao tật kỳ nữa. vậy? Nhưng thay vào đó phải À, mất nhiều thời gian để thực hiện sứ mệnh của mình, đó là bảo vệ thiên bảo nhiên vệ và thiên động nhiên vật. hả? Nên chính vì vậy, Mọi người nhận không qua nhận năm vậy ta? 2017, Tuyên sẽ không đi tiếp khách À, hàng nữa, mà chỉ chuyên tâm đi cứu động vật và giúp các bạn trở thành người cá thôi nhé. Bởi vì thời gian của Tuyên cũng không còn nhiều nữa đâu. Tuyên cũng mệt mỏi tham dự các cuộc họp lắm rồi, quá tốn thời gian để giúp người này người kia có thu nhập ổn định cuộc sống. Merry Christmas. Vui vẻ nha, Mà chúc cái mọi thế người giới này nó cũng đã quá tải những xin con chúc người mọi thành người công may mắn rồi. nha. Chỉ cần những con người biết quan tâm chia sẻ đến tất cả muôn loài thôi mà không có, Ủa, họp ở đây thì hả? trở thành người cá bạn sẽ làm được. Như thế giống Họp Tuyên, ở đâu, họp ở đâu? bạn sẽ có nhiều sức khỏe và trí tuệ để chả bao giờ thấy đói khát hay ham muốn bất cứ thứ gì trên đời này. Trong bạn chỉ có tình yêu đến tất cả muôn loài mà thôi. Nó là nguồn năng lượng sống vô tận để bạn có thể tồn tại đến bất cứ khi nào bạn muốn, không bị lệ thuộc vào ai cả. Người cá là quyền lực vậy đó. Xin chào các bạn. Sau khi đi họp về, tôi được tặng quà tri ân khách hàng, một dĩa kẹo vitamin C và một cái phong bì, trong này là chứa cái gì đó. Mọi người nói là quà rất là đẹp và đây là loại giấy bảo vệ môi trường luôn, làm từ loại giấy bảo vệ môi trường. Hồi về chúng ta sẽ khui ra xem nhé. Các bạn thấy đó, khách hàng của Tuyên toàn là đại gia thế giới chứ không phải chỉ có ở Việt Nam thôi. Nhưng chưa bao giờ Tuyên thấy được người nào có dư thời gian để làm những việc họ muốn. Họ đều bị cuốn vô một cái lốc xoáy không thể thoát ra được. Chạy tới chạy lui để kiếm người này người kia giải quyết tiền bạc. Ăn uống thì chả có bao nhiêu mà sức khỏe ngày càng suy yếu. Rồi, bệnh tật, khổ lắm. Nhìn thấy rõ mọi việc như thế nên muốn giúp các bạn trở thành người cá giống Tuyên, để chúng ta có thật nhiều trí tuệ, để đừng có tạo ra những cái nghiệp chướng mà không nhận ra được. Xin chào các bạn, bây giờ người cá Tiôn tiếp tục đi gặp khách hàng của mình. Các bạn thấy cuộc sống của người cá Tiôn ở Việt Nam như thế nào? Không chỉ phải giải cứu động vật, kiếm tiền, giúp những doanh nghiệp lớn làm ăn thành công để họ có nguồn kinh phí nhiều, thiệt nhiều để họ giúp Tiôn bảo vệ thiên nhiên và động vật. Ok, bãi cỏ đây làm xanh tươi đẹp quá ha. Hỏi phương pháp hả? Thì sao lại tươi như vậy? Đẹp thiệt á. Chắc Liên đang làm phiếu thu cho Tiêu nữa.
Đi tiếp khách cả ngày về rồi bây giờ Tion khui cái món quà mà khách hàng đã gửi tặng Tion. Món quà đẹp lắm mà khách hàng nói với Tion rằng là cái món quà này được làm bằng giấy bảo vệ môi trường. Họ biết tính Tion bảo vệ môi trường nên tặng cho Tion đó cũng là những thứ liên quan đến môi trường. Cái gì mà không làm hại môi trường thì tôi nhận, còn cái gì mà làm hại môi trường là tôi sẽ bỏ. Tính tiêu là vậy mà. Cái quà này là cái gì đây? Ô đẹp quá trời. Một cái cuốn lịch. Để luôn nhắc nhở tiêu rằng thời gian rất là quan trọng và quý giá. Để nhắc nhở Tion rằng Tion phải phục vụ khách hàng của mình thật tốt. Khách hàng Tion được phục vụ tốt thì giải quyết việc làm cho nhiều người khác nữa, ổn định cuộc sống của những người khác nữa. Nên đây là những cái doanh nghiệp mà có tâm đức. Nên Tion rất thích làm việc với những người như vậy. Còn những cái doanh nghiệp mà nó làm hại môi trường đó, nó vì lợi nhuận á, nên tôi không có muốn làm việc với những cái doanh nghiệp đó. Tôi không muốn giúp cho người ta thành công, để cho người ta làm cu ly đi, như vậy mà xã hội nó ổn định hơn.